có mặt khắp mọi nơi, len lỏi từng ngõ ngách, không cần các thiết bị ngoại vi, đến tận hộ gia đình, thay đổi hoàn toàn phương thức xem truyền hình truyền thống. Sóng DVB-T2 của VTC đem đến hàng chục kênh truyền hình độ nét cao hoàn toàn miễn phí, phủ sóng tất cả các vùng miền trên toàn lãnh thổ. Từ miền Bắc, miền Trung tới miền Nam, từ thành phố tới nông thôn, đến tận biển đảo xa xôi. Ở bất cứ nơi đâu, người dân Việt Nam đều có thể dễ dàng tiếp cận sóng DVB-T2 của VTC. VTC DVB-T2, phủ sóng khắp rộng rãi đất nước.